Thưa quý vị, có một cái câu hỏi của Phật tử Sơn Thảo mới hỏi chúng tôi rằng là thắc mắc về các du sĩ ngoại đạo hay hỏi Đức Phật và các đệ tử Đức Phật của Ngài như là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, vâng ạ. Ở trong những cái câu đó, cái chữ Như Lai có nghĩa là Đức Thế Tôn hay có nghĩa gì khác? Và cái ngộ tử này là xin giảng cho những người tử được hiểu. Thì cái phần cái chữ Như Lai đó, thì cái phần này chúng tôi đã thuyết giảng rồi. Và chúng tôi nhớ rằng chúng tôi đã thuyết giảng trong một cái bài pháp nói rằng 8 nguyên nhân để sinh gọi, để được gọi là cái Như Lai. Đại đại như vậy. Thì như vậy chúng ta có thấy rằng là về cái điều này đã được giải thích rồi. Thì Phật tử này có muốn biết thì hãy quay lại những cái thời pháp trước. Trong một thời pháp chúng tôi cũng đã giải thích về cái từ Như Lai, tức là 8 nguyên nhân được gọi là Như Lai. Còn nếu không thì cái Phật tử này cũng có thể vào trong cái Tăng Chi chương 4 pháp, cái bài chương 3 đó, là cái chương mà ở Uruguay, bài kinh là Thế Giới, bài kinh này số 23, có ký hiệu là A223 đó. Thì trong đó cái Đức Thế Tôn Ngài có nói là có cái bốn cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn Ngài xưng là Như Lai. Thì chúng ta mới thấy cái chữ Như Lai có một ý nghĩa là như vậy. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề được nêu ra như vậy. Thì cái chữ Như Lai đó, thì chữ Pali đó được gọi là Tathagata hay là Tathagata. Thì chữ Tathagata này có hai cái nghĩa, một là nghĩa đấng Như Lai, một cái nghĩa thứ hai là chúng sanh. Và ở trong cái bài giảng trước chúng tôi cũng có giải thích hai cái từ này rồi. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì hãy gặp Tathagata thì Ngài lên nói là dịch là Như Lai. Tuy nhiên nếu như chuyện Như Lai chỉ xuất hiện từ khi mà Đức Thế Tôn có xuất hiện trên thế gian này thì cái từ Như Lai mới có. Còn vậy trước khi mà Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện trên cái thế gian này thì cái quan điểm mà cái Tathagata Như Lai có tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay là Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay là Như Lai không tồn tại cũng không tồn tại sau khi chết, thì quan điểm này có hay không? Thì câu trả lời là có. Nhưng cái chữ Tathagata đó không phải là Như Lai nữa mà là chúng sanh. Cho nên chúng ta mới thấy cái hai cái ngữ nghĩa này nó hơi khác nhau như vậy. Và cũng là chính cái bài kinh mà chúng tôi vừa diễn chứng á, thì Đức Phật Ngài dạy rằng á, này các thầy cô, từ đêm Như Lai được chánh đẳng giác đến đêm mà Như Lai viên tịch, trong thời gian ấy cái điều gì Như Lai nói lên tuyên bố lên thì tất cả là như vậy, không có gì khác được, do vậy được gọi là Như Lai. Thì cái đoạn kinh nói cho chúng ta thấy nè, từ cái đêm mà Như Lai chứng được chánh đẳng giác cho đến đêm mà Như Lai viên tịch, thì trong thời gian đó thì Đức Phật Ngài nói lên cái điều gì thì cái điều đó là như vậy, không có gì sai khác nữa. Vậy thì trước đó thì như thế nào? Cho nên chúng ta thấy cái trước đó cũng có quan điểm này, nhưng cái chữ Tathagata không phải là Như Lai nữa, mà Tathagata này có nghĩa chỉ là cái chúng sanh. Thì như vậy chúng ta nói rằng cái những cái ngoại đạo mà hỏi Đức Phật á, hay các cái đệ tử của Ngài đó, thì có một cái quan điểm trước đó thì sao, là chúng sanh có tồn tại sau khi chết, hay là chúng sanh không tồn tại sau khi chết, hay là chúng sanh có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay là chúng sanh không có tồn tại cũng không có tồn tại sau khi chết. Như vậy thì cái chữ Tathagata ở trước khi mà Đức Thế Tôn xuất hiện thì phải chỉ là cho chúng sanh, chứ không thể là chỉ cho Như Lai. Nhưng cho nên chúng ta cũng phải lưu ý những cái điểm này. Thì cái câu mà Như Lai thì có tồn tại sau khi chết là cho rằng là chúng sanh sau khi chết rồi họ sẽ tái sanh vào một cái cảnh giới mới, và cũng có thân như vậy, cũng có cái hình dáng như vậy, cũng có cái sự hiểu biết như vậy. Như Lai là thì cái mệnh đề thứ nhất nó chỉ cho một cái thường kiến,
Còn mệnh đệ thứ hai là Như Lai, Như Lai là chúng sanh sau khi chết không tồn tại, là chỉ cho cái mệnh đề là chỉ cho cái độ kiến, là họ cho rằng là nếu như chúng sanh sau khi chết rồi không có còn gì để tồn tại nữa hết, tức là bị diệt để mất tiêu hết như vậy. Rồi cái mệnh đề thứ ba là chúng sanh sau khi chết có tồn tại và không có tồn tại. Có tồn tại tức là một phần có tồn tại và một phần không có tồn tại. Ý nghĩa của cái mệnh đề này là như vậy, có nghĩa là ý nghĩa mệnh đề này nó vừa là cái thường kiến mà cũng vừa là đoạn kiến, có nghĩa là sau khi mà chúng sanh khi chết á thì có một cái phần á nó còn tồn tại như vậy, rồi một cái phần thì nó bị hoại diệt đi, nó không có tồn tại như là sắc pháp người ta hẹn vậy, nó bị tiêu hủy. Như vậy thì vừa là thường kiến mà vừa là đoạn kiến. Còn cái mệnh đề thứ tư là chúng sanh sau khi chết không có tồn tại, nhà không có tồn tại. Thì cái điều này cần phải hiểu như vậy. Nếu là mệnh đề thứ tư á, nó có một cái lần nghi vấn, nghe một cái tà kiến nghi vấn, tức là chúng sanh sau khi chết á, nó dường như có tồn tại mà có dường như là không có tồn tại. Tức là cái mệnh đề thứ nhất là chúng sanh sau khi chết không có tồn tại, tức là dường như là không có tồn tại. Rồi không có tồn tại, dường như có tồn tại, như không á, tức là đồng nghĩa với là thế có. Cho nên cái mệnh đề thứ tư là chúng sanh sau khi chết á dường như không tồn tại, dường như là có. Như vậy thì chúng ta